L và Pixel 4 do gì giá bán trước giờ G. Google Pixel 4 và Pixel 4 XL dự kiến sẽ ra mắt tại Mỹ ngày 15 tháng 10, giờ địa phương. Nhưng giá của smartphone này vừa do gì? Theo một nhân viên giấu tên từ trang thương mại điện tử Buy, giá Pixel 4 XL có thể có giá 999,99 ,99 đô la Mỹ, tương đương khoảng 23,2 triệu đồng. Trước khi xuất hiện thông tin này một tuần, giá bán Pixel 4 và Pixel 4 XL đã được tiết lộ tại thị trường Canada. Pixel 4 có giá 1 đô la Canada, khoảng 18,4 triệu đồng, cho phiên bản có bộ nhớ trong 64 GB. Trong khi Pixel 4 XL có giá 1.200 đô la Canada, khoảng 21,1 triệu đồng, cũng với phiên bản 64 GB. Được biết, nhân viên của Best nói với 9to5Google rằng Pixel 4 XL của Verizon và Sprint đã có trong các hệ thống bán hàng trực tuyến của nhà bán lẻ với mức giá cho phiên bản 64 GB, nếu thông tin này là chính xác thì đây là chiếc Google Pixel đắt nhất từ trước tới nay. Pixel 3 XL ra mắt năm ngoái với mức giá 899 đô la Mỹ, khoảng 20,8 triệu đồng, cho bản 64GB tại thị trường Mỹ. Mặc dù giá cho Pixel 4 chưa được tiết lộ, nhưng trước đó thông tin dò dỉ cho biết nó có giá khoảng 899,99 đô la Mỹ, khoảng 20,9 triệu đồng tại thị trường Mỹ.